Vẽ tranh phong cảnh 63 tỉnh thành Việt Nam. Phong cảnh số 2. Địa điểm thứ hai trong series vẽ tranh này chính là Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Nhắc đến Đà Lạt thì người ta sẽ liên tưởng đến một thành phố mộng mơ đầy sương mù, nơi mà được cho là dính lời nguyền của các cặp đôi đặt chân lên đây là sẽ chia tay. Nghe hơi vô lý nhưng mà rất không thuyết phục nhờ. Đây là ảnh mẫu mà mình sẽ chọn để vẽ lại và vẫn dùng các kỹ thuật vẽ chi mà mình đã từng chia sẻ rất nhiều rồi. Hồ Xuân Hương vốn có cái tên như vậy vì nhiều người cho rằng cứ mùa xuân đến thì cây cỏ, hoa lá xung quanh hồ tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Dành cho bạn nào chưa biết thì đây là một cái hồ nhân tạo hang, được xem là trái tim của thành phố, nằm ngay trung tâm. Tôi đã đến đây từ vài năm trước rồi và rất muốn quay lại thêm một lần nữa để tận hưởng hết cái không khí trong lành này. Và cũng cảm ơn Đà Lạt đã bao dung vì là nơi cho rất nhiều người tìm về mỗi khi cảm thấy áp lực chốn phố thị và tìm thấy chính mình ở đó. Những ai mà đang ở Đà Lạt hay là muốn vẽ lại tranh phong cảnh ở đây thì có thể tham khảo qua bức tranh này của tôi để làm tư liệu ha. Địa điểm tiếp theo mọi người muốn tôi vẽ là gì? Sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì đây chính là Đà Lạt qua nét bút chì của tôi nè. Ta-da!